Dài nét điểm qua bộ phim tâm lý xã hội Cánh Hoa Danh Vọng. Bộ phim dài 20 tập do Thái Lan sản xuất và phát hành trong tháng 3 năm 2021. Mang thể loại tâm lý xã hội đương đại thông qua câu chuyện tình cảm của đôi nam nữ. Diễn viên tài danh thực lực Lôi Layla đóng vai nữ chính Riga. Diễn viên phong độ điển trai Miu Con Sa Con đóng vai nam chính Keo Con. Riga vốn là cô gái xinh đẹp giàu có nhưng lại bị mất hết sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Riga căm hận đàn ông nên tìm cách tiếp cận bọn họ để nhằm lấy lại sự giàu sang. Riga đã gặp gỡ anh chàng Keo Con hiện đang có vị hôn thê môn đăng hộ đối. Anh chàng Keo Con đã bị thu hút bởi cô gái hết sức xinh đẹp giỏi giang là Riga. Trận chiến giữa sự giàu sang và tình yêu chân chính sẽ rất khó đoán ra kết quả. Bộ phim thu hút đông đảo khán giả với những màn đối đầu nảy lửa của những phụ nữ xinh đẹp. Chúc mọi người được dịp thưởng thức một bộ phim hay với nhiều ấn tượng khó quên.